tiền. Bây giờ mình sẽ đi trái lời này dân cho một đò và hàng bạch hà muối để lấy pin đi cho mình mùi thóm mê rộng thạc liên hào ấy hơi chọn bạch cầm mong nơi mà hộp đồ chí bài và nhằm thị sấn lời này và hai con mắt mình hồi mới mà bà đang hộp dù bài sinh món bài sinh món nè ok bài sinh món bài sẽ mở đông ừ bài sẽ mở đông ấy bài sinh món ok bài sinh món đôi khi hết á chạm okay. Mắt em vô đôi khi vô pi chạm bà thì tiết bà nhà bài hay hay nơi khăn ông ca nhám nó cứ xong bóng hơi cái đó cứ mình chỉ cam bị thi à ha thế nơi khăn nước và hai chỉ dương và cọc nơi nhiệt bà xịu là hạt cam không được chẳng xong bóng bóng ngọt nía rồi chẳng được xin ngọt nía cho đó mong nhám hay quá hay quá khá chào đi sân xem bà mà hôm mà chán thì cứ miên ly hay mà miên phong chiên tiết miên là chút đấy bà có mình là chút này chút này muốn chút mấy cát nhóm mùa đông chút bí này đấy chẳng thông là hai rô phê đầy quất và lại đầy đồng đón con dô con chút biển này hay chút mấy chút một ok bạn tìm một thêm bạn là đầy khánh mình đây mà chút món đấy nhé. Chẳng xuống mình tên. Tụi nào bà đây. Bà chẳng phải mà tụi ngọt này chỉ tìm mình tới bà sân chỉ lúc này bàn chụp thóm là tí tàng nam muối bà sân chụp lại đấy ai xong quạt bán của quạt miền bà đạp mê hà chia cả sáng chút món bàn chẳng mà chăm xong tissue kia đây mà chăm xong mà chút món kia đây đó là bếp lúc nãy vô màu chào mến nếu pin này bị cam với Campuchia về tầm muộn, ban mà đó là hai lập hai mươi cân lại. Ở dân cần pin nhé, có ban cam mong nơi bài chậm luôn bị chán, giúp bọn nhầm hồi nãy. Nếu pin nước trong cái trang ban, còn nát chút mòn. Tại Mr. Thom ban đặt hàng, tục ấy quát trên nhẹ vui mình. Rồi hai có ban bọc hai nơi đầm bòn lý, rồi có phải tới chi còn sai. Tại dân ai phải chút mòn bàn, đã lúc nhẹ cho ta được tí, ta còn sai đúng ai trên phi đầm bòn đòi việc gì nào. Bà, mình chẳng bây mất bàn tôi sẽ nói hỏi nơi bây này cứ trong bàn công phụ tầm biên là bàn hai mặt ngắn đại tệ tôi đang bị sơ thóm để quạt bắt mình cả đại chút mọt đi rồi bỏ mình đi quạt cả lọt tấp ta chân chia bàn cả đại chút mọt để cho mai chút bàn này bàn bà, mình chẳng xu sơ thóm rồi mà hộp ấy kia đại trang những kia nơi Ấn Độ là gì bái này tôi chật khăn nè, tôi chật bài bà đăng thăm ấy bà đăng Padang. 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 Padang food. Padang food. Bài này hai Padang kìa. Bà, ní cứ chi bộ phép bài hai thà Padang mà xong phê mật, mà xong chơi mướt, bà đáng không bà? Bà chẳng miên ở sạch món chiến, bà phùng món. Bà này phùng món chim khiếm, dạ món. Bà này đi potato. Potato. Mưa đắng. Từ lông bà ráng. Potato. Bà miên ở bình bó, sợ 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 lạt. Bà này cứ chia mà hộp là hàng Padang. Padang. Ok. Là hàng này chung Padang House đuôi kia. Chân này chung Padang House. Là bấy món hộp này. Bạn. Chẳng bây giờ mình ở cái này mới tới. Lúc này mang tôi sẽ làm việc thì mùi hào. Khởi thà ọt miền nó đã chút mốt. Đầm bóng bọc máu. Ai vui khá tới chiếc bày. Hương hai còn nặng chút mốt bạn. Chẳng. Bạn tiết lúc này là khơi nơi chiếc bản đoàn tiền. Xong nhanh đi sẵn.
mà bài hỏi cho ai ta mà mà full mà bà chẳng bao kìm mà bà càng mình ta bài hết đây chứ chào bạn sâu và to tiết mông bà lúc này từng học khi công bố tại Tucson cập sai bị cam vị thí bà Campuchia bị tập muốn ai lên đi bà bị cam vị thí nâng bằng hai chun lúc này nâng snit rohas cam chỉ bằng to tiết đại sẽ đánh trên đòi bà Mr Tom mục mục ngui kê mong mục à bán này nhẹ lắm ấy trời ơi ao giờ ao in Sweet này vô tập môi chèn mục đấy bạn lấy cái này cứ chi nè thôi cái này tin to tay một đó ba chỉ miếng xương bà xong score chung một phong chung một tội này một xong nè chia Sweet thần đấy chào bà thôi cái như năm đấy ổn vui vui hỏi lấy bon Sophia hay là bạn Mr Thom trong bậc hai nơi vị thị xã về từ một mối ở ổn bạn Tucson lại thọp Tucson từ một mao thế thọp khi quan tâm tụi tôi này mong khi nào tụi tôi hay là bị khi to chắc mày làm mày thế mày làm trong mơ có sân đánh ok lớp ăn châu luôn hả ấy bạn ok Thom chào đam bạn lúc nãy đại nơi tin đấy bạn ai châu luôn Tucson bán bạn chưa to bạn còn ai châu nơi không đấy bạn cứ miền mực con mà bạn mán miền mán miền bảy à mối tí bảy xa đây bà ở đây mất cứ xa đó xa ra miền ấy mình gửi được có bờ sân gì ai còn mấy móc bà đó chỉ mấy móc bà cứ miền bảy còn mà một tiết ở đây thằng mối em thằng mối em bà nếu bạn xong mới bà cần chứ bạn nhưng can chế bạn thôi leave it lại bạn chế nha leave it ờ chăng mình đã po khiếu con bỏ vỗ mình po sau à can mới xong mới tiền xong mới tiền chế tốt cái này sao đấy đã po sau châu tôi không bật off đi tiền hỏi bên po đi đi po ấy ปอเลืองปอเลืองเหมือนซั่นบัดนึ่งฉลองปอตามวิธีนะติบัดบัดอ้อจิ้งปอเลืองมื้อទៀតซอมมื้อซอมมื้อទៀតบัดจังเคยท่ากองเนี่ยปอซอซอนี่เลยปล่อยที่ปอคิวให้ปอเลืองให้ยฮึเอาฮัดเถอะไอ้ฮะจุดไอ้เก้เคลียร์ทำหมดบัดโอเคแล้วได้โจมือที่ห้าเลยบัดปอกระห้องจิ้งปอกระห้องมือที่โอเคฉันประตูจะเชียร์ปอบเสียหายบัดส้มปริมาณบัดตามดันบัดไปให้แต่แกมร้าพ้องบัดฉันในขนมนี้คือน้องทองนี่เกิดมีอะไรทีโอเคบัดป้อนหมดบัดนี่อะไรมีมุ้ยบามินกองปีหนึ่งบาใบใบกองบ่าดั้งโจ้ตะขนมทองในตะหอยบ่าโอเคบ่าอะไรนี่ทอมโยกกระนัดบ่าใบปอทำดองดั้งใบโจ้คนนี้โดยหอยก็เพื่อเชี่ยวมาเจ็บบ่ามีมันปออ่อนขึ้นทีมั้ยใบปอมั้งมีใบปอระดับបាទទៅក្នុងតោបាទអូខេឥឡូវគាត់យក3ពណ៌ដាក់ចូលទៅគ្នាអូខេបាទហើយកងមិញពណ៌ចម្រុះគ្នានេះក្នុងនោះដែរដូចគ្នាបាទឥឡូវដូចគ្នាដែរបាទ1 2 3បាទមាន3ពណ៌អីយ៉ាឥឡូវ3ពណ៌នោះក៏ខ្លះទៅជាពណ៌ដែលធំតែម្ដងដាក់លេងត្រូវហ្មងបាទមិញទូចដាក់ទៅលើក្បាលត្រូវដល់ពេលនេះដាក់ត្រូវមកពាក់ឈៀងមកបាទដូចបងកញ្ញាហ្នឹងបាទ
ឥឡូវនេះយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តលេងជាមួយអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងអាហារដ្ឋាននោះគឺបានឲ្យកងចំនួន3ទៅប្អូនស្រីមួយរូបរួចហើយថមក៏បានយកម្ដងមួយហើយបដូរពណ៌ទៅតាមកន្សែងដែលគាត់បានដាក់ចូលនេះគឺជាការបដូរពណ៌ក្នុងថង់រួចហើយគាត់ក៏បានយកកងទាំងនោះដាក់ចូលគ្នាខ្លាច់ជាកងដ៏ធំដែលមាន3ពណ៌ចម្រុះគ្នាបាទឥឡូវសួរចំណាប់អារម្មណ៍តើម្ដងអឺមិញបានឲ្យកងទៅ3សពណ៌សឥឡូវដូរទៅអស់ហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរអញ្ចឹងហ្នឹងបងដែរឃើញទេបាទអ្វីដែលតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេបាទគាត់ឃើញអញ្ចឹងហើយថាប៉ណ្ណឹងអស្ចារ្យប៉ុន្តែសម្រាប់យើងផ្ទាល់ថាអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងវាអស្ចារ្យជាងគេតែឃើញគាត់បដូរពណ៌បានមិនហងគាត់ថាគាត់មានក្នុងទូទួលប៉ុន្តែដល់ពេលមើលឃើញភ្នែកអញ្ចឹងទៅអត់នឹងស្មានអត់នឹងស្មានទេចា៎បាទអរគុណច្រើនបានចូលរួមណាបាទប្រិមិត្តស៊ីតអិនជីទីមេត្រីលោកអ្នកបានទស្សនាការបង្ហាញហើយបាទកងតូចតូច3បដូរពណ៌ទៅជាបាទខៀវក្រហមនិងលឿងឥឡូវនេះបាទបាទផ្ដុំចូលគ្នាតែម្ដងបានជាកងធំមែនតើបាទពាក់ពីរនាក់ក៏បានដែរនេះបាទជួបគ្នាវគ្គក្រោយជាបន្តអូខេបាទប្រិមិត្តសូមជម្រាបសួរបាទសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះបាទសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយបាទខ្ញុំក៏សុខសប្បាយដែរជឿជាក់ថាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានៅតាមគេហដ្ឋានក៏សុខសប្បាយដូចគ្នាដែរបាទវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាវីតាមីនបាទនៅថ្ងៃនេះយើងពិតជាមានបាទឈុតឆាកប្លែកៗទៀតហើយដើម្បីបង្ហាញជូនឲ្យប្រិមិត្តទស្សនាថាតាទាំងអស់នោះគឺមានអ្វីខ្លះឥឡូវកុំអោយបងអងយូសូមអញ្ជើញទស្សនាការបង្ហាញជូននៅឈុតឆាក highlight បន្តិចសិនកន្សែងដំបងថងវេទមន្តបដូរពណ៌ឆាត់ចេញពីបៀត្រីក្នុងលុយកាក់ចូលក្នុងដងនេះគឺជាការបង្ហាញជូននៅឈុតឆាក highlight តែបន្តិចបន្តួចទេបាទមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទវគ្គក្រោយលោកអ្នកពិតជាដឹងថាតើការបង្ហាញជូនពីធំនោះទាំងអស់គឺមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន